lời họ cảm thấy không nên nói với bạn. Giá mà cuộc sống không có chữ giá mà thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống sẽ là vậy, sẽ có những chuyện khiến ta không mong muốn, thậm chí khiến ta hối tiếc. Và những người mạnh mẽ, những người không bao giờ khuất phục trước tình yêu, luôn nhận ra những bài học và giá trị đích thực của mối quan hệ giữa bạn và họ. Sau khi ngắt kết nối và lắng nghe những lời tâm sự, điều mà họ muốn gửi đến bạn về hai chữ giá mà và điều họ học được từ đổ vỡ của mối quan hệ này là gì? Tôi muốn cảm thấy như vậy một lần nữa. Nếu trong bối cảnh câu chuyện tình đã ngắt kết nối, thì diễn tả một sự khao khát về tình yêu trong quá khứ đầy thú vị, nồng nàn. Đối với họ, bạn mang một niềm hy vọng, nhưng mà cái mối quan hệ này cũng đã kết thúc trong đau khổ. Nó đã phản ánh là cái mong muốn tìm lại cảm xúc của tuổi trẻ và tình yêu trước khi cuộc sống trở nên phức tạp và đáng thất vọng đối với họ ở giai đoạn này. Và có thể ở giai đoạn này họ đang quen với một người nào đó và họ có sự so sánh mối quan hệ hiện tại và mối quan hệ trước đây với bạn và họ thấy rằng hình như bạn chính là cái người lý tưởng hơn mà họ đã từng bỏ rơi. Và điều họ đang sợ là gì? Họ sợ bản thân của họ không đáp ứng lại cái niềm tin cũng như giá trị thực sự bởi vì họ nghĩ là họ không xứng đáng với tình yêu mà bạn dành cho họ. Cho đó họ quyết định im lặng và ngắt kết nối mặc dù có thể họ đang sống trong cái sự đau buồn, sống không hạnh phúc với mối quan hệ ở hiện tại của chính họ. Và họ đang mong muốn có được cảm giác của ngày xưa ở bên bạn hạnh phúc và vui vẻ, một mối tình đầy hy vọng và có nhiều giá trị mang đến cho người đó. Và họ đã thú nhận rằng lúc ở bên bạn, họ gần như là bị say, bị thu hút, bị phấn khích rất là mạnh mẽ khi được ở gần. Bởi vì có thể ngụ ý người này cảm thấy hưng phấn và khoái cảm khi ở bên bạn, tương tự như tác dụng của những chất mà làm họ hưng phấn vậy đó các bạn. Đây có thể là một trong những cái ảnh hưởng bởi yếu tố sinh học, tức là cái lượng hormone kích thích, cái sự chemical, sự hóa chất kết hợp giữa bạn và họ, khiến cho bạn được họ khao khát được rất nhiều. Một sự hiện diện thực sự trong mối quan hệ này, một cảm giác thăng hoa trong vấn đề 18 cộng. Nhưng thực ra tình yêu mà xây dựng trên cái niềm đam mê thể xác này, về cái phương diện mà hormone này, nó khiến cho tình yêu các bạn không được có bình vững. Bởi vì các bạn chỉ có kết nối về mặt cơ thể, nhưng về mặt tinh thần các bạn lại không kết nối cùng nhau. Do đó cũng khiến cho mối quan hệ dễ gãy đổ rất nhiều. Thật ra khi mà họ nói câu này thì chứng tỏ cái dấu hiệu của mối quan hệ các bạn không lành mạnh hoặc không thực tế. Chẳng hạn như là cái là cuộc tình, ngoại tình, hoặc bạn là người thứ ba, hoặc hai các bạn đến với nhau trong sự vùng trộm, không mang lại cái gì đó thật sự cần thiết cho sự thân mật, tôn trọng hoặc tiến tới được mối quan hệ cam kết, một sự lén lút, một sự gì đó về mặt ngữ cảnh rất là bị chemical, tức là bị khao khát về mặt thể xác vô cùng cao. Tôi muốn là chúng ta phải hơn từ tình bạn. Bởi vì sau cuộc tình ngắt kết nối, sau chia tay, thì điều này có nghĩa là họ vẫn còn tình cảm với bạn và hy vọng có thể quay trở lại. Điều này có nghĩa là người này không hài lòng với tình bạn hiện tại của các bạn và họ muốn có thêm sự thân mật và cam kết và tình cảm đến từ hai người yêu nhau chứ không phải là hai người tri kỷ bạn bè như từ trước đến giờ sau khi các bạn chia tay và ngắt kết nối. Tuy nhiên họ không có biến đổi hành động, hiện tại họ chỉ giữ trong lòng của họ bởi vì họ có một cảm giác tội lỗi, sợ hãi, cô đơn vì đã gây ra những lỗi lầm với bạn trong quá khứ. Đây là một dấu hiệu cho sự nhầm lẫn tín hiệu hỗn hợp, cái sự thao túng từ người nói điều này rất là nhiều bởi vì họ nghĩ thôi chứ họ chưa hành động gì hết. Cho đó tất cả chỉ linh lý thuyết, chừng nào họ hành động thì mình mới biết là họ thực sự có muốn trở hơn mức độ tình bạn hay không, là điều cần họ phải chứng minh. Thì từ đó chúng ta mới biết được là có thể trở lại hay không trở lại là nằm ở phía bạn và họ rất nhiều. Thật ra cái vấn đề để làm bạn với người yêu cũ thực sự rất là khó khăn.
bởi vì các bạn cũng chưa giải quyết được những cái vấn đề về cảm xúc lãng mạn, hoặc là cái cuộc chia tay đau đớn sang chấn đó vẫn chưa được giải thích cụ thể, do đó phụ thuộc vào tình hình của cả hai bạn rất là nhiều. Hai bạn có cố gắng để trở lại hay không là điều tiên quyết để quyết định mối quan hệ này có tiến tới được trong tương lai hay không là điều cần nỗ lực của cả hai bên. Và mình xin lấy thêm thông điệp của Oracle. Đây là một cái câu hỏi là bạn có thể làm bất cứ điều gì cho mọi việc được diễn ra, thì câu trả lời nó lại nằm ở trái tim của các bạn, chứ không phải nằm ở sự lý trí, sự phân tích đúng sai. Bởi vì trái tim chính là cái cổng để mở cửa ra tâm hồn của chính bạn. Cái điều mà linh hồn bạn khao khát nhất được trả lời qua trái tim, chứ không phải qua cái suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ của bạn được định hình qua những định kiến, qua những cái đúng sai và phán xét. Do đó nó sẽ thường không chính xác đối với những cái mối tình cảm, là mình có nên quyết định tiếp tục chờ đợi hay là tiếp tục buông tay để tiếp tục tiến tới mối quan hệ khác hay không, là nằm ở câu trả lời ở từ trái tim của các bạn. Đây là lúc các bạn phải làm theo cảm xúc và trực giác của chính mình hơn là sử dụng logic và lý trí của bạn khi nói đến vấn đề tình yêu. Điều này có nghĩa là bạn thực sự có mối liên hệ sâu sắc đối với vũ trụ này, bởi vì vũ trụ luôn ủng hộ bạn, sẽ hướng dẫn bạn tiến tới những cái mối quan hệ thực sự tốt cho mình. Đây là lúc mà các bạn hãy đặt niềm tin của mình vào vũ trụ, tất cả đều đang hợp lực cho bạn có được một mối quan hệ thật sự tốt đẹp sau này. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài lần sau.